Trên đời vạn sự là tùy duyên, còn đây là 7 điều bạn nên ghi nhớ. Làm người, ai mà chẳng muốn sống hạnh phúc, nhưng biết tìm nơi đâu. Chẳng một ai dám khẳng định rằng mình đã tỏ tường đường tới hạnh phúc. Song một điều ai cũng hiểu, đó là muốn được bình an thì phải biết tùy duyên đối đãi với đời. Vạn sự tùy duyên là câu cửa miệng của rất nhiều người, nhưng đã mấy ai làm nổi điều ấy. Tùy duyên là chuyện không đơn giản, vì con người ngày nay luôn ham mê truy cầu, thích ngược xuôi tranh đấu. Song những người có thể mang tâm tùy duyên mà đối đãi với sự đời lại chính là người có thể sống bình an nhất, khi buông bỏ được những tâm phàm, biết sống thuận theo đạo trời, thiên lý, chính là lúc người ta tìm được sự thanh thản lớn nhất và hạnh phúc đích thực của đời người. Làm người, hãy lấy sự chân thành mà đối đãi với nhau. Hành xử, hãy lấy thiện lương làm gốc. Cứ tùy duyên mà sống giữa đời. Người đối với ta tốt, ta cảm ơn và đền đáp. Người đối đãi với ta chẳng tốt, ta cũng hãy mỉm cười bỏ qua. Thuận theo nhân duyên và đạo trời, một lòng hướng thiện, đãi người bằng tấm chân tình. Bạn sẽ nhận ra cuộc sống này tràn đầy ý nghĩa, tỏa sáng như ánh mai chiếu rọi trên những bông tuyết trong trẻo giữa trời đông. Vậy nên, trên đời vạn sự là tùy duyên, còn đây là 7 điều bạn nên ghi nhớ để có được một đời hưởng phúc dài lâu. 1. Giữa người với người, có thể gần cũng có thể xa, giữa việc với việc, có thể phức tạp cũng có thể giản đơn, tình cảm trong đời có thể sâu cũng có thể cạn. Đừng mong cầu mọi người đối xử với mình đặc biệt, cũng chẳng nên hy vọng họ sẽ bớt đi những toan tính. 2. Cuộc sống có người nói ít làm nhiều, cũng sẽ có kẻ chỉ biết hoa chân múa tay, nhưng bạn chẳng nên quá bận lòng. Hãy sống tốt cuộc đời của mình, làm tốt những việc của mình, còn lại tất cả cứ thuận theo đạo trời mà tùy duyên đối đãi. 3. Có một số việc vừa chỉ phân trần trắng đen đã thành quá khứ. Có một số người giận hờn vài ngày đã trở thành dĩ vãng. Có những nỗi đau vừa cười lên đã tan thành bọt nước. Có những hoàn cảnh nhờ chịu chút thương đau mà trở nên kiên cường. 4. Có những chuyện thoạt nhìn thì rất lớn, rất hệ trọng, nhưng qua một thời gian ngoảnh lại, thấy chỉ như mây khói bay. Có những nỗi đau tưởng như long trời lỡ đất, nhưng thời gian qua đi, tất cả đều tan thành dĩ vãng. Vậy tùy duyên mà sống, đừng để phải thương đau. 5. Trong lúc tuyệt vọng nhất, hãy nhớ rằng bạn vẫn còn có một sinh mệnh, bạn vẫn còn có một ngày mai. Thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng. Mọi chuyện đến tận cùng rồi cũng ổn. Nếu còn chưa ổn thì chưa phải tận cùng. Cuối đường hầm tối như mực, bạn hãy tin vẫn còn ánh sáng le lói ở đầu kia. 6. Trên đời thực ra có một số việc không cần để tâm, có để tâm cũng chẳng thể làm gì được. Thế thì hãy buông xả, tùy duyên. 7. Làm người mê, đừng mê quá sâu. Mê quá sâu sẽ khó thức tỉnh. Lời đừng nói quá tận, nói tận rồi thì thương tổn nhau. Việc đừng quá tuyệt tình rồi khó có đường lui. Tình đừng đắm quá sâu, đắm chìm sâu càng khó thoát được. Lợi đừng coi quá nặng, đặt nặng rồi càng không sáng suốt.